nghề trên địa bàn huyện có rất nhiều bình đền chùa cổ kính và những làng nghề lâu đời. Người dân Thanh Oai luôn cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, một cường anh dũng trong giặc ngoại xâm. Huyện Oai mất đơn vị hành chính trực thuộc gồm thị trấn Kim Bài và hai xã. Huyện Thanh Oai 266 di tích, trong đó có 151 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và thành phố, 51 làng nghề truyền thống được công nhận. Cùng với đó là những lễ hội truyền thống phong phú và độc đáo, lưu giữ được những giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, những năm qua Đảng bộ và chính quyền huyện Thanh Oai đã vận dụng sáng tạo các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với tinh thần thực tế của địa phương, động viên khích lệ nhân dân hăng say lao động, phát triển kinh tế, ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, luôn quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, đời sống văn hóa xã hội không ngừng được nâng cao, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh. Lên lên.